Hello, xin chào các bạn đã đến với Dom Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm game Đồng Cỏ Lau Demo. Nghe nói game này sẽ ra vào cuối tháng 12 của năm 2022. Chơi game trong phòng tối mà lại bắt người ta lại không có vấn đề về tim mạch. Tức là nếu mà chẳng hạn mà có vấn đề về tim mạch thì tốt nhất là chơi ở phòng sàn. Hiện tại cái giờ mà mình đang chơi hiện tại là lúc này là 12 giờ đêm. Gì đây, sao đi lảo đảo vậy? Có vẻ như thanh niên này đang phê cần gục ngã trước cửa số phận. Chị, cậu cha nhà mày ăn mày nhậu mày nằm ngoài đường của chị đó, mày coi được không? Về nhanh. Ô là trời, thanh niên đi nhậu quên lối về. Đây là cái đèn đuổi đầu, nhấn E để lấy. Ok, có một cái máy bơm. Ô, máy bơm dừng rồi. Ủa, chết dở, thằng nào mà đang tắm bây giờ mà mất nước rồi dở này. Ui, thế là còn bình thường, thằng nào đi ỉa mà không hết nước để dội thế mẹ tệ. Ui, quẻ gì đấy? May nhá, may mà mình đứng ở kia một lúc nha, không rơi vỡ đầu rồi. Có đúng lửa đằng xa. Ui, quẻ gì đấy? Hay hay hay, ngồi đây hồi máu. Ngồi đây hồi máu. Nhưng mà đã con nào đánh mình đâu mà hồi máu vậy? Vợ chồng chú ý mất sớm, lúc còn sống họ là người tốt. Khu mộ này không biết có từ bao giờ nhưng luôn được đồn đại là có ma. Tôi nhớ vài năm trước có hai đứa trẻ được tìm thấy ở đây trong tình trạng hoảng loạn. Á trời, còn mình đang ngồi đây một mình này cũng đang tình trạng hoảng loạn. Hoảng loạn quá, hoảng loạn. Đi thẳng coi sao. Sao lại cũng đang kêu khô ở đây? Mình phải tìm nước khác để về nhà. Thế phải tìm nước khác hả? Là tao vạch cái đống cây này ra rồi đấy. Quay giấy nào, thằng nào lại bơi giữa đêm khuya này? Mày bày bơi giữa đêm là mày bị ốm đấy con. Đúng lửa à, có cái bật lửa này, ai lại để quên cái bật lửa ở đây? Quay giấy đang đi mà. Quay. Chết đi, mắc gì tao phải chết. Ui, xem không có gì. Ui ui, không không phải lỗi tao, em vừa đến đây anh ơi. Thằng này bị vị dở hơi à, em biết gì đâu, mình phải đi làm rõ chuyện này mới được. Cái đống cây vừa rồi này, tao phải làm rõ chuyện này. Thằng kia, những cái đó rồi. Mày định hãm hại tao đúng không? Không được hãm hại. Không được hãm hại. Còn lâu nha. Lại đổ lần nữa. Tao vừa mới xong. Nhấn E để đốt. Này thì mày này. Ngu chưa con? Que gì? Nào, 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 nào anh bạn nào. Máy cưa đâu ra vậy? Sao màn hình mới bằng khè này? Không, đấy không phải, mình nghĩ đấy không phải máy cưa đâu. Mình nghĩ đấy là cái tiếng ống bô của xe máy ấy. Sao mà âm thanh tự nhiên nó dịu dàng này? Thằng nào nó lại tới tháng ở đây hả? Tên gì? Bây giờ lại cái tai nạn nữa rồi. Thế hả? Thằng ngu này. Ui, đừng về đi. Nguyên nhân tai nạn được cho là mất lái và không có nhìn qua đường. Thế hả? Ui, tiền âm phủ dây đầy đường này.
Hỏi ông này nữa xem. Bây giờ nó chết rồi đó. Mày chưa lóng mày chưa? Giọng thì giọng bà lão nhưng mà thân thể thì lại là của một anh thanh niên. Chúng tôi đề nghị bà con đứng sát vào lề đường, tránh tụ tập đông người phương tiện qua lại. Cái thằng này nè, nó chỉ phá làng phá xóm, giờ nó đông chết người ta nữa rồi. Nghe thương vậy. Chìa khóa, nên lẽ để lấy. Không mở được cửa. Chắc phải đi ngách chó thôi nhờ. Sao? Đấy thấy chưa? Này. Ui. Lần mê gì ấy? Nha, ai cười làm chó nha, ai cười làm chó nha. Đâu, đâu mày ở đâu hiện ra đấy? Ui mày hiện ra thật hả? Thôi thôi thôi. Mày đâu em không, em không. Không. Ai phá đâu, trời ơi, em vừa chơi em biết gì đâu.